Kênh tin thời tiết kính chào quý vị và các bạn. Tin thời tiết mới nhất, từ nay đến cuối năm có 5 đến 6 cơn bão vào đất liền nước ta và thời tiết 10 ngày tới. Theo bản tin thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật về hiện tượng ENSO và xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Hiện tượng ENSO. Dự báo khả năng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính, nhưng vẫn nghiêng về pha lạnh trong khoảng 1-2 tháng tới. Sau đó nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương, khu vực Nino 3.4, tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 60%, nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài. Bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Dự báo, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong nửa cuối năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, có khả năng xuất hiện khoảng 9 đến 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cuối năm 2020. Đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 8 năm 2020 ở vùng biển phía Nam Biển Đông, gió Đông Bắc của không khí lạnh trên khu vực phía Bắc Biển Đông vào tháng 12 năm 2020. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình tháng 8, tháng 9 năm 2020 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 đến 1 độ C. Tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2020, nhiệt độ toàn quốc ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 1 năm 2021, nhiệt độ toàn quốc phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ C. Các đợt nắng nóng còn xảy ra trong tháng 8 năm 2020 ở khu vực Bắc, Trung Trung Bộ và đầu tháng 8 năm 2020 ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nhưng không gay gắt. Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020, năm 2021 thấp hơn so với mùa đông năm 2019, năm 2020. Lượng mưa, khu vực Bắc Bộ. Tổng lượng mưa tháng 8 và tháng 11 năm 2020 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu Tây Bắc tháng 11 năm 2020 tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 20-30%. Tháng 9, tháng 10 năm 2020, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu Tây Bắc tháng 10 năm 2020 tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 20-30%. Tháng 12 năm 2020 và tháng 1 năm 2021, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%. Khu vực Trung Bộ, tháng 8, tháng 9 năm 2020, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 10 năm 2020, tổng lượng mưa ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Tháng 11 năm 2020, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, các nơi khác tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-25%. Tháng 12 năm 2020, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 10-20%, khu vực Thừa Thiên Huế Bình Thuận, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 10-20%. Tháng 1 năm 2021, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%, riêng Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 20-40%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 8, tháng 9 năm 2020, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 10 năm 2020, khu vực Tây Nguyên tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 20-40%, khu vực Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 5-15%. Tháng 11 năm 2020, khu vực Tây Nguyên tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 20-45%, khu vực Nam Bộ tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tháng 12 năm 2020, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%. Tháng 1 năm 2021, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%, riêng miền Tây Nam Bộ tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 45-55%. Hải văn. Trên vùng biển phía Nam cần đề phòng sóng cao từ 2-3m do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 4 đợt chiều cường cao vào các ngày 18-21 tháng 9.
15 đến ngày 19 tháng 10, 14 đến ngày 18 tháng 11 và 13 đến ngày 17 tháng 12, với độ cao chiều cường có thể chạm mốc kỷ lục vào ngày 18 tháng 10 năm 2020. Trong trường hợp trùng với kỳ hoạt động của gió trướng sẽ gây ngập lụt cho khu vực ven biển Nam Bộ. Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên phạm vi cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối và đêm 26 đến ngày 31 tháng 7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Đông Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối và đêm 26 đến ngày 31 tháng 7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1 đến 4 tháng 8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 26 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, riêng ngày 29 tháng 7 có nắng nóng cục bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 26 đến ngày 28 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nắng nóng. Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên, từ đêm 26 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 và từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8. Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, từ đêm 26 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 và từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8. Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối và đêm 26 đến ngày 31 tháng 7, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.